Kính chào đại chúng. Hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2022, cũng là 21 âm lịch, sắp đến Tết rồi. Chúng ta lại có cơ duyên may mắn để được ngồi đây cùng với nhau. Điều trước đây là một chuyện là bình thường, nhưng mà bây giờ quả thật là một điều vô cùng khó khăn. Chúng ta cũng không tưởng tượng là mình có được cơ duyên này. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta đã và đang đi qua một cơn biến động lớn của lịch sử nhân loại. Chúng ta là chứng nhân của lịch sử, để nhìn thấy cuộc khủng hoảng mà loài người phải gánh chịu. Dù chúng ta có vô tâm như thế nào, dù chúng ta có cố tình tránh né, thì cũng phải đối diện không ít lần về sự thật này, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ta và những người thân yêu chúng ta, của cộng đồng và xã hội mà ta đang nương tựa. Và hãy nhìn lại xem, trong những thời khắc lịch sử đó, trong những giai đoạn cực kỳ biến động, nó không có trong cái kinh nghiệm đối ứng của chúng ta, ta đã phản ứng hành xử như thế nào? Những ngày qua quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau, có lúc tưởng chừng như là mặt trời không thể nào được nhìn thấy nữa, ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì, sao bây giờ không thể tính nổi chuyện ngày mai? Những ngày tháng qua, ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai, những ngón tay không thể chạm vào nhau, những ánh mắt cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thanh âm diệu kỳ tích tắc. Có những người trong cơn biến động đó đã chìm sâu ngay từ buổi ban đầu, đã phản ứng vô cùng dữ dội, không chấp nhận được. Nhưng mà cũng có những người ban đầu phản ứng dữ dội, rồi từ từ cũng chấp nhận được. Và cũng có những người đã có thể chấp nhận ngay từ đầu, nhưng mà một trận, hai trận, ba bốn trận đại dịch tới lui thì cũng đủ thấm đòn, cũng đủ dao động, hoang mang, nhìn một tương lai vô định. Trong những lúc đó, ta còn biết nương tựa vào đâu khi nhìn thấy xung quanh dòng người tan biến đi mất, ngơ ngác trong những căn nhà chật chội với bốn bức tường. Những đội ngũ y bác sĩ tiếp tục lao ra tuyến đầu để hy sinh, không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian về chăm sóc gia đình, mà đội ngũ đó ngày càng một cạn kiệt, và số lượt tử vong cứ tiếp tục tăng lên, số người lây nhiễm cứ tiếp tục tăng lên. Thập diện mai phục giữa muôn trùng vây, không còn biết nương tựa vào đâu cả. Nương tựa vào Internet, các thông tin trên trang mạng, ôm chiếc điện thoại. Và càng nương tựa vào đó thì năng lượng càng phát kiệt. Để rồi trước sau gì, chúng ta cũng nằm co như con tôm, thu mình lại, muốn quay về nương tựa chính mình. Nhưng mà chúng ta có gì để nương tựa không? Có sức mạnh nội tâm sẵn không? Có lòng bình an dự trữ không? Có những cái thấy sâu rộng về bản chất của đời sống không?
hoặc chúng ta nương tựa vào tình yêu thương. Chúng ta nhìn thấy mọi người đang đùm bọc chia sẻ lẫn nhau. Chúng ta nhìn thấy các y bác sĩ cứ tiếp tục lao ra tuyến đầu bất chấp hiểm nguy ảnh hưởng đến sinh mệnh. Chúng ta được truyền cảm hứng từ các tình nguyện viên vẫn vận chuyển hàng hóa thực phẩm đến những người thiếu thốn các thiết bị y tế, đến các bệnh viện tập trung những bệnh nhân chuyển nặng vì đại dịch. Có biết bao nhiêu người đang cùng nhìn về một hướng, đang hướng tới cộng đồng, đang cùng nhau đoàn kết siết chặt tay nhau để tạo thành một sức mạnh để đẩy lùi ách nạn này. Và chúng ta bắt đầu được khơi dậy niềm tin từ cái tình thương đó giữa biến động đang bủa vây, mà bên trong con người đã nắm chặt tay nhau, tin tưởng nhau. Giữa bao nhiêu điều nguy hiểm rình rập mà con người đã dằn bớt sự sợ hãi, bớt nghĩ về bản thân, về cái tôi, về địa vị, về quyền lợi, mà chỉ nghĩ chung tới quyền lợi của cộng đồng thôi. Và con người đã bắt đầu quan tâm, yêu thương nhau, chăm sóc nhau từng ly từng tí. Cái đó, những điều đó là những điều vô cùng vi diệu mà không phải ở bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào cũng có thể có được. Sài Gòn 300 năm của lịch sử chưa bao giờ bị tổn thương nặng nề như lần này. Chúng ta đã là chứng nhân ở Sài Gòn. Có những cô chú anh chị đã sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn, hơn nửa đời người chưa bao giờ thấy Sài Gòn tiêu điều sạc sơ như vậy, và cũng như chưa bao giờ được nhìn thấy Sài Gòn mạnh mẽ yêu thương nhau đến mức như vậy. Điều đó truyền cho chúng ta nhiều động lực để vượt qua những sự sợ hãi, những giới hạn tầm thường, để vươn tới một tầm cao hơn trong phần linh thiêng của con người mà đất trời đã ban tặng. Tuy nhiên, có những lúc bình yên, chúng ta cũng cần nhìn lại bức tranh Sài Gòn ngày ấy, nhìn lại chính phản ứng của chúng ta trong những thời khắc đó. Hãy nghe những đoạn thơ của Đỗ Văn Trọn sau đây. Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng rau bán từ nay tắt liệm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ, tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại. Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu, nước mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao bán từ nay tắt liền, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng xóm thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, chuông giao đường không
còn ngân thanh. Đức Bà Bùa quy tích trăm năm, Tân Định buồn yêu hát đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Mắt rơi theo từng người mình, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Giang Kiều Hạnh giai nhân huyền thoại, u rũ lòng thoáng như hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, chuông giáo đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Định buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bình, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Giang Kiều Hạnh giai nhân huyền thoại, u rũ lòng thoáng như hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại. Tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại.